đầu nãy đó thì ở đây nhiều nhiều cô chú anh chị em xem mà có không biết có xem hết cái video đợt rồi hay không thì có hỏi Hằng là lý do tại sao mà Cường bị tai nạn, cho nên hôm nay á thì cho nên Hằng không có trả lời từ cái tin nhắn được, tại có gửi tin nhắn message tới cho Hằng rồi, thì sẵn đây á, thì Hằng muốn cho Cường nói luôn là lý do tại sao Cường bị tai nạn, cho nên nãy giờ Cường có kể hết rồi. À, thì mong các bà con cô bác anh chị em xem hết cái video để hiểu lý do sao Cường bị tai nạn, để khỏi phải hỏi Hằng, tại vì Hằng không có trả lời được từng cái bình luận hoặc là từng cái tin nhắn được á, thì đây sẵn Cường có trả lời dùm cho trả lời cho các cô chú anh chị em biết, để rõ hơn, chia sẻ để rõ hơn. Thì cũng may là Cường được thoát cái nạn, cái nguy hiểm đó, cũng nhờ ơn trên phù hộ. Đó thì đây là bữa Cường nó là đi đi với bạn đi câu cá, đi Thầy câu ơi cua, là dạ lái thầy xe ơi bị tai nạn đúng không? dạ thầy ơi là bữa đó đó là sáng là ngày thứ tư tuần này nè, thầy ơi là hai thằng bạn thầy ơi là đi uống cà phê, khi mà vừa uống cà phê xong á là có đi lên cái chợ mà cây mạc ở trên Mibitat á, nằm ở trên đường Flick Finger, cách tiệm phở Kim Long khoảng chừng cỡ 100 mét nè, chưa đến 100 mét nữa. Thì khi đó là đổ xăng xong rồi là em là cái người đổ xăng, đổ cho ảnh luôn là 30 đồng, rồi đi vô trong chợ đó là mua thịt gà xong rồi đó là em có mua cái license để mà Câu cua. câu cua là tốn hết là 50 Mỹ Kim. Rồi khi khi đó xong rồi đó thì ở lại trước khi nữa mà em cũng có nói với ảnh rồi, anh ơi sao em thấy cái mặt anh sao mà cái nó đen quá vậy, Anh lớn tuổi hơn Cường hả? anh lớn em chỉ có 1 tuổi thôi nhưng mà ảnh giấu em, nhưng mà em nhìn em biết, nói anh ơi cái khuôn mặt anh sao mà giống như là có cái gì nó đen quá. Rồi đó là nè, ảnh mới nói là tại vì hôm bữa thứ hai đầu tuần này nè, thứ hai thứ ba là vợ của ảnh gọi điện thoại cho ảnh cầm lên, ảnh nói ảnh này nọ, mà hai vợ chồng thì cũng đã là đường ai nấy đi cũng mấy năm rồi, thì bây giờ là ảnh là hai đứa con gái là ảnh nuôi, sau đó thì ở là cách đây khoảng 1 năm thì là vợ mới bắt hai đứa con gái đó về ở chung với vợ cũ của ảnh. Thì trên đường lái ra San Francisco á, thì khi đó là đến cái biển ở San Francisco rồi, thì là còn cách khoảng chừng 2 cây số hay 3 cây số nữa thôi là đến cái chỗ mà câu cua. Thì khi mà sắp sửa đến rồi đó là tự nhiên là ảnh Bị bị giống như ảnh có giật bị kinh cái phong liền, giống bệnh cơ giật kinh dạ phong đúng không? giật liền, giật liền. Thì lúc đó là em chụp Tay cái tay lái liền. Rồi đó là đã vậy rồi, thay vì ảnh không có những cái chỗ mà giảm tốc độ ga, nhưng mà cái này cái chân của ảnh ảnh tăng ga lên thêm nữa, ảnh còn tăng ga lên thêm đến đến cái con số mà 90 luôn, em thấy rõ ràng Sao nó tới 90 90? tại vì con thấy. Thấy hả? Đạp Dạ coi như quýnh quá trong lúc đó quýnh thì đập quá, thắng hay gì đập dạ ga luôn á. đúng, đập ga Nó luôn. mới bùm 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 Thì khi khi mà xe nó đụng vô cái xe đầu tiên một cái găm rồi bùm. là em đã chụp rồi, đã vậy rồi ảnh còn nhấn Đập ga thêm. đập ra thêm nữa, thì đó là em mới là thấy cái thắng cái đồ mà lái xe đó thì mới lái qua bên thì mới đụng thêm chiếc thứ hai nữa, rồi ảnh mới nhấn thêm lần thứ ba nữa là mới là vô cái bức tường. Thì khi mà vô cái bức tường xong rồi đó là cái đầu của em, cái lỗ mũi nói chung là dùng cái từ Việt Nam gọi là lỗ mũi ăn trầu á, một cái đùng một cái là coi như là mũi ọc Lên ra, lên máu ọc ra luôn nè, tất nó bị trơn cả che chở. thấy bị nè, thấy rõ ràng, nói đâu có phải nói xạo, bị luôn. Rồi đó là còn cái tay á là nó cong lên vậy nè, nó cong lên giống như là mình bị là cây là thánh giá vậy, nó cong vậy nè. Nhưng mà ở cái chỗ này á là nó bị lủng nguyên một lỗ là cái xương mà nó đâm ra, nhưng mà nó lại không có đau, vì nó chỉ bị đau ở dưới cái háng thôi, tại vì là nó có cái cọng dây xích Xích đeo beo á, nó siết nó lại đó, siết quá đau quá khi chịu tai không nạn đó là nổi, cái xích beo nó siết mình đó, nó tự động nó siết. nó siết coi như là đó hả, mà em nói thiệt cái chị với kim khóc luôn á, đau quá, nói chung là em không biết cái gì hết đó. Nhưng mà Nhưng mà trong bên lúc trong không có nhưng chấn mà thương đúng đúng nhưng mà trong lúc mơ mơ màng màng thì em thấy thằng bạn của em là nó mở cửa ra, nó mở cửa ra thì đó là nó đứng cách xe nó khoảng chừng cỡ 5 mét, thì chưa đến 5 mét nữa nó đứng trống tay vậy nè, đứng vậy nè, đứng nói chuyện Nó với hết thằng cảnh hồn. sát. Còn trong đó em thì nó không có hỏi thăm. Rồi khi mà đó đó thì là có xe cứu hỏa, xe cứu thương lại thì là có khoảng chừng cỡ 3 4 chiếc xe cảnh sát. Rồi đó là
nó chở em, nó khám giống như là nó đo huyết áp mình, chỉ có mình bị tuột xuống nữa, nó đo tùm lum tà la hết đó. Khi mà em lên xe cứu thương rồi là nó chở em đến cái bệnh viện mà hôm cách đây hai bữa chị lên chị rước em, rồi đó là coi như đó là em không biết cái gì nữa luôn, là coi như là quần áo, là kể cả quần mặc ở trong là coi như là nó cắt ra hết luôn. Nó vô nước biển, nó vô nước máu, nó thử máu, bơm thuốc, rồi nói chung là bữa đó là coi như là 2 ngày rưỡi trời là không ăn, không uống được. Nói chung là không có đi vệ sinh cá nhân được luôn, kể cả mình có đi tắm cũng không được. Nói chung là nó rất là đau. Đó thì ở là hên đó thì cũng được ơn trên phù hộ, thì cũng là nói chung là tai qua nạn khỏi. Thì cũng rất là mừng. Rồi đó là coi như đó là mới về nhà cách đây được khoảng 2 ngày nay thôi. Thì cho nên đó là bây giờ là ăn uống á thì nó cũng vẫn còn được, nhưng mà bây giờ trời là ở trong người là nó vẫn còn thuốc. Nó vẫn còn cái hơi thuốc. Tại vì á là nó vô thuốc cho em là rất là nhiều, chị nhiều lắm. Không em đếm không hết, nhưng mà nó vô cho em là nước biển á là trên 10 bịch là em thấy rõ ràng. Còn mà nó thử nó lấy máu của em ở này nè, có những cái vết thương là máu đây nè, nó có sách bách có chứng đây nè. Đó là trên 20 cái ống máu luôn. Là 2 ngày rưỡi trời vô quá trời, tay bên này cũng bị, nói chung là nó vô hết luôn. Nhà có cái này là nó ghi nè, nó ghi cái số mà để mà giống như là mình bị vô nước biển thử máu, lại ghi số mình biết. Nói chung là nó infection, tất nhiên là nó đâm cái thuốc mà nhiễm trùng vô trong đến đây. Mà kể ra cho quý vị coi, nhưng mà bữa nay còn bầm vậy hả? Đó. Dạ, cái dây béo xích tới chạy da luôn nè, thấy không? Dạ. Trời ơi. Này nó bầm quá trời luôn ha. Đó. Nó bầm mà cái da, cái chỗ cái xích beo nó gị đó là chạy luôn nè. Oh my god. Trời ơi. Hôm trước nó đầu ấy là hôm qua này nó bầm. Yeah, nó bầm thêm quá. Đó. Thì đó là nè, cho tất cả các anh các chị các cô các bác các chú coi là bị như vậy. Thì đó là ở bên này á thì là nữ y tá người Mỹ thì là họ có chích cái thuốc gọi là infection, tiếng Việt Nam mình gọi là thuốc trị nhiễm trùng. Thì là họ chích vô đây một mũi. Rồi sau đó nữa là qua bên đây thì họ cũng chích thêm một mũi nữa. Bên này thì nó không có bị mà nó chỉ bị nhức thôi, nhưng mà bên này thì nó hết rồi. Nhưng mà cái ở dưới này á là nó bị rất là nặng, là tại vì hôm bữa thứ tư á là coi như là nó đau lắm. Nó đau là trên là không phải nó dùng 100% mà dùng trên 200% luôn, rất là đau. Đau lắm, nhưng mà cũng có hai anh xe cứu thương với lại hai anh lính cứu hỏa là phải đỡ hai cái tay, hai cái chân lên, cho gì nói chung là không có bước đi nổi luôn á. Nói chung là chỉ là ngồi thôi mà nó đau kinh khủng. Thì đó là nè, hên nó là cũng được ơn trên là phù hộ tay qua nạn khỏi. Thì cho quý vị xem lại thêm một lần nữa là đây này, nói có sách mách có chứng thì cũng đâu có nói tầm bậy được đâu. Nó bị nè, thấy không? Sao mà nói tầm bậy? Nó đó, đây đây là mình bị như vậy đó. Thì đó là nè, thì sao? Thì là nè, khi mà nữ y tá mà chích hai cái loại thuốc mà infection, tiếng Nam mình gọi là trị nhiễm trùng á, là vừa bên phải mà là vừa bên trái luôn. Thì là cách đây khoảng 2 ngày trước khi mà khám, mà gọi là khám tổng quát toàn thân á, thì là bác sĩ là có kêu khám tổng quát toàn thân thêm một lần nữa. Để mà tiếng Mỹ gọi là CT scan, tiếng Nam mình gọi là phám X-ray á. Rồi đó là vô là coi như là bác sĩ nói là ok, không có bị cái gì hết đó. Cho nên nó là được tai qua nạn khỏi thì cũng là nhờ ơn trên cứu giúp. Nhưng mà rồi đó, thì đó là sau đó là bác sĩ là có cho tất cả các loại thuốc mà ở trong bệnh viện, thì bác sĩ nói là về là phải uống. Khi nào mà mình cảm thấy mà mình còn đau nhức quá đó, hay là có những cái triệu chứng vì cái thuốc á, là lập tức là mình gọi 911 vô trong bệnh viện nữa, là cấp, nói chung là cấp cứu nữa luôn. Nhưng mà là hên á thì là nói chung á là ăn uống thì hiện bây giờ thì nó cũng ăn nhiều khi cũng nôn ra cũng ói thì cũng có, nhưng mà nó đỡ rất là nhiều ở trong lúc mà ở trong bệnh viện. Tại vì khi mà mình ở trong bệnh viện á thì đương nhiên á là trong người toàn là thuốc không mà, chứ đâu có đồ ăn nước uống gì đâu. Tại vì khi mà mổ cái tay này là bác sĩ nói là không được ăn và cũng không được uống, cho dù có khát nước có đói bụng đi nữa cũng phải ráng chịu thôi. Tại vì lỡ nhiều khi mà mình ăn vô mình mổ, mình uống vô mình mổ,
mà nó có cái phản ứng gì là mất công là có thể là sẽ mất mạng. Cho nên nó là ở trong cái cánh tay này á, là nó có gắn một cái ống rất là nhỏ, khoảng chừng cỡ nửa cm thôi, khoảng chừng cỡ bằng hai cái lóc tai nè. Thì bác sĩ dặn là ngày 23 tây tháng 4, tất nhiên là trong tháng này, là 12:45 cho là 1 giờ đi trưa, là bác sĩ sẽ lên cắt băng Khánh Thành. Tất nhiên là cắt băng Khánh Thành, thì ông dùng từ cắt bột và cắt băng Khánh Thành này ra. Ê, có hai cái appointment, là cái appointment cho cái mắt nữa. Dạ, thì đó là ngày 23 tây tháng 4 là bắt buộc là phải nhờ Hằng Nga đây chở đi cắt băng Khánh Thành là ngày 23 tây tháng 4. Mà bác sĩ nói là cái tay của em thì là nó lành lại rất rất là nhanh, mà bác sĩ còn không ngờ nữa. Mà khi mà mổ như vậy á là 8 vị bác sĩ lận. Một bác sĩ gây mê, một bác sĩ là về tim mạch, một bác sĩ về coi cái đầu, một bác sĩ về coi toàn thân, coi mình có bị những cái bệnh gì ở trong người hay không đó chị. Tại vì sợ nhiều khi mình mổ bất công mình có những cái phản phụ gì á là bác sĩ sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng mà trước khi mà mổ là em có ký cái tên ở hai cái tờ giấy mà bác sĩ đưa rõ ràng, thì cho nên đó là em ký. Nhưng mà khi mà chuẩn bị mà vào phòng mổ rồi đó là bác sĩ thấy em là rơi hai hàng nước mắt. Không. Thì em cũng là cầu ơn trên. Tại vì á nói chung á là bây giờ là không cái có em này toàn là bơ vỡ không rồi vô phòng không, mổ, không thân nhân dĩ nhiên. Không có cha thì cũng không có mẹ, thì nói chung á là sống chết thì cũng là do cũng chỉ có một mình thôi. Mà khi mà vô phòng mổ thì nó cũng rất là sợ lắm. Sợ thiếu. Thì á là nhờ ơn trên giúp đỡ thì là tai qua nạn khỏi. Nó thì á là bây giờ cái tay này á là hoạt động thì là nó vẫn bình thường. Nè nhìn nè, máu huyết lưu thông vẫn bình thường. Nhưng mà còn nói về mà đi tắm á là phải giơ cái tay lên. Hoặc là mình lấy cái bao ni lông mình bao lại, mình cột lại, mình tắm thì mình giơ tay lên. Nói chung là tắm vệ sinh thì nó vẫn bình thường, mà tắm giơ tay lên chứ mình đừng có cho nước nó vô. Khi mà mình cho nước vô là mấy cái giải này là nó sẽ ướt. Ướt rồi nó sẽ thấm giữa bột là nó sẽ bắt buộc là bác sĩ đó phải thay cái băng mới cho mình nữa. Cho nên nó là phải chịu khó giơ tay lên, mà trong vòng 2 tuần lễ nha thưa quý vị. Thì là nói chung là hồi sáng ngày hôm qua thì cũng có uống thuốc giảm đau nhất. Thì khi mà một hộp thuốc này bác sĩ cho là chỉ có 6 viên thôi. 6 viên mà uống vô xong bận cái tự nhiên hai mắt nó mở không lên luôn. Thuốc giảm đau. Dạ, thuốc giảm đau. Rồi là bác sĩ có cho cái bột. Bột mà giống như mà không phải mà bột mà của con nít uống, mà là bột mà để mà cho máu huyết trong người mình đó chị, nó lưu thông á. Thì đó là nói chung là cũng chưa có uống, chị có mới có uống 2 loại thuốc mà của bác sĩ cho rồi, đó là Tylenol. Con biết vỏ không? Tylenol với lại thuốc đau nhất. Thì coi như đó là cái thuốc mà Tylenol mà của bác sĩ cho đó thì là nó khác với là bác sĩ gia đình ở ngoài mình đi. Nó rất là khác 100%. Không, cái thuốc Tylenol em uống cái thuốc đó là thuốc nặng lắm, để giảm đang đau gãy xương mà. Đúng. Chứ còn thuốc bác sĩ gia đình cho bình thường là nó nhẹ thôi. Dạ. Tùy theo cái vết đau của mình. Thì bây giờ là nói chung là cái chân này thì nó cũng bị đây nè, nhưng mà khi mà trước khi mổ là 8 vị bác sĩ là đụng tay chân mặt coi mình có giống như là mình có cảm giác gì không đó. Thì khi mà đụng vô thì bác sĩ nói là không gì đó, có cảm giác. Nhưng mà bác sĩ hỏi là bây giờ là phải bắt buộc phải ký giấy tờ. Nếu như mà không ký giấy tờ là người ta sẽ không có dám mổ. Đúng rồi, phải ký. Thì khi mà ký giấy tờ không rồi kia. Tự ký luôn. Đúng, tự biên tự diễn luôn. Lúc đó chỉ có bệnh đây à, nói chung là ký. Khi mà bác sĩ đưa tờ giấy ký á, là ở đây nói thiệt cho các anh các cô các chú các bác xem là ký rất là chậm, tại vì cái tay này đang bị thương, làm sao mà ký nhanh được. Cho nên là ký từ từ, ký giống như mà mấy đứa nít mà đang tập viết từng chữ, đánh giống như mình gọi là đánh vần á, từng chữ. Rồi đó là nè như tay bó bột còn múa qua múa lại được, còn múa qua đứa lại được. Thì nói chuyện mà tay bó bột múa qua múa lại được đó là mừng á đó. Rồi đó là nè, có một vị bác sĩ người Hàn Quốc. Đó là không biết Hàn Quốc hay là Nhật gì đó, nữ y tá,
mà nói chung á là nói cái này cũng hơi mắc cỡ thì á Nhiều là khi nói vô rồi người ta cười đó, người ta nói ông bệnh rồi mà ông còn mắc cỡ mấy mắc vụ cỡ đó. rồi á là nữ y tá là nó không cho mình đụng cái gì, nó tự động nó tuột quần tuột áo rồi nó kêu em đưa hai tay lên vậy nè, nó tuột quần mà em thì em đứng Cái là đó người em ta bệnh khám bệnh lại, người ta thấy cái nó bình thường, còn đâu nữa có nó cái gì còn đâu bệnh lại, con nó còn mắc cỡ thì là nữ y tá kêu mở tay ra bệnh lại thì à. nói chung là cũng cũng là hơi hơi mắc Ông đàn cỡ ông trai mà ông bị mắc cỡ, thôi. mà trong khi trong bệnh viện người ta y tá bác sĩ người ta coi cái đó là bình thường, không có cái gì là mắc cỡ, cái đó là cái nghề của người ta trị bệnh, Thì á là đâu cũng có có cái gì đâu. bác sĩ người Mỹ đen thì là họ cũng coi về cái bộ phận sinh dục, và cũng có bác sĩ coi về cái hậu môn, thì á là nói chung á là họ Không nói có là bị bình chấn thường, thương. không có bị cái gì đó, chỉ là bị cái tai là cái này thôi, thì họ chụp X Mẹ nó cái kia nó nhìn thế cục mẹ cái kia xong không coi nữa. cái cục mẹ Cái kia đó lúc đó thành thái giám rồi, dạ thì á là đó coi là như nói dối là luôn rồi. nói chung á là Hên khi à, nó cục cái đó thiệt, cái đó là thiệt chứ bộ, nó là hên à, tại cái xích teo á anh coi mà nó không trúng á, cho nó coi cái kia nó thì đó khi người ta coi cái đó có chấn thương không để người ta biết, dạ chứ còn nó giấu, nó mắc cỡ nó giấu rồi làm sao. đó thì á là khi mà chụp hình cái CT toàn thân á là có một anh y tá người Việt Nam là ảnh chịu về cái trách nhiệm chụp hình đó, ảnh có chích một cái loại thuốc vô trong người, đó là cái thuốc này nó rất là nóng, nó nóng kinh luôn, nó nóng đến nỗi mà mình muốn là không mặc quần áo luôn á, nhưng mà nó nói là nó nóng khoảng chừng cỡ 20 giây thôi, mà thiệt khi mà chích cái đó vô trong người thì không có nóng, đúng 2 phút sau nó nóng toàn thân, mà nó nóng khi mà vô nó bắt em để tay, bắt em để tay gì? Mà lúc đó tay thì ra băng bột làm sao mà em để được, thì nó kêu em để vậy nè, thì em để giống như hình cái chữ S vậy đó, để vậy nè, rồi nó đẩy em vô trong cái máy, đẩy em vô trong máy xong rồi nó đẩy ra, đẩy vô vậy đúng 10 lần mà nó làm em 2 lần như vậy là thành ra là 20 lần, nó kiểm tra đủ thứ hết là nó nói là ok không có bị gì đó, thì đó là mới xuất viện là cách đây 2 bữa, thì nói chung á là cũng nhờ ơn trên giúp đỡ mà được tai qua nạn khỏi, thì nói chung á là em á thì em cũng có tin ở nơi Đức Phật và cũng thường hay đọc kinh Chú Đại Bi, thì nói chung á là kinh Chú Đại Bi thì nó rất là linh nghiệm, nếu ai tin thì sẽ linh, còn nếu ai mà không tin thì nó sẽ không có linh nghiệm, nhưng mà đối với chính bản thân em, một khi mà em đã bị ra cái tai nạn như vậy rồi là chỉ biết là đọc kinh Chú Đại Bi nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp để vượt qua cái cơn hoạn nạn này. Nói chung á là không có ai muốn bị như vậy hết. Cha mẹ nào sanh con cũng muốn sanh ra đứa con mình được lành lặn, khỏe mạnh. Đâu có cha mẹ nào mà sanh con ra muốn con bị tật nguyền như vậy đâu, đúng không chị? Đó là cái ý kiến của em hết. Đúng rồi. Thì thôi mau chúc cho em mau lành bệnh, thấy vậy cũng mừng rồi, coi như là cái này cũng có bề trên che chở mình mới được vậy, chứ mà tai nạn xe vậy là đỡ lắm rồi, mừng lắm rồi, chứ Thì sợ nhất là nói bị chung mới chấn thương là ở bên trong, phải không? ăn uống thì nói chung á là cũng là bình thường, không có gì hết, chỉ có cái là 2 ngày rưỡi trời thì là không có ăn uống được gì, chỉ có cái ngày hôm bữa mà chị lên chị rước em á là cái bữa đó là cái thịt gà đó là em ăn không không nổi, thì nó khô quá, gà nó chiên mà Tại vì khô quá cái giờ lên đó, người ta ăn em không tới nổi, xong rồi lúc đó cái người ta đẩy em đi ra ngoài để chụp căng tập hình quá, cái chụp con tập mắt đây quá. nè, cho con mắt cho quý vị coi là nó có đây nè, nó Đó. cái con mắt bị Cho nên lúc chị lên là chị vô phòng là biết không, khi mà chị lên hả chị phải đi mấy lần luôn, người ta nói Cường chưa có vô, tại vì đang chờ đi, dạ rồi rốt cuộc đi vô 3 4 lần sau, lần cuối người ta cho vô, người ta nói thôi vậy vô phòng nó ngồi chờ, là ngồi chờ chỉ Lộc ngồi chờ một hồi em mới về tới. thì nói chung á là cũng làm cũng hên tai qua nạn khỏi, thì nói chung á là cũng cũng rất là mừng được bề trên cứu giúp che chở giúp đỡ những cái lúc mà mình bị hoạn nạn như vậy, thì khi mà mình bị hoạn nạn thì có người giúp đỡ thì mình rất là quý, còn nếu như mà bị hoạn nạn mà không có người giúp đỡ thì lúc đó là mình không biết như thế nào ra làm sao, thì cho nên nó là nói chung á là cũng là Nhà bề trên che chở. số 1. Xong rồi, sao
may mắn dạ. Dạ. Ok, vậy thì giờ mình chỉ cố gắng dưỡng sức cho khỏe, ăn uống bồi bổ sức khỏe, nghỉ ngơi, rồi để khi tháo bột ra nó lành lặn rồi tiếp tục đi làm thì lại. Khi mà đến cái ngày tháo bột ra đó thì là bắt buộc là phải là nhờ cô Hằng cô chở đi giùm. Rồi lúc đó là sẽ cho tất cả các cô, các chú, các bác, anh, các chị xem cái vết mổ nó như thế nào, dài hay là nhỏ, lớn hay là bé. Tại vì bây giờ là nó đang bị băng bột như vậy thì cho nên là không có cho quý vị coi được. Thì đến cái ngày 23 tây tháng 4 trong tháng này, tất nhiên là còn khoảng một tuần lễ nữa là đến ngày 30 tháng 4. Thì coi như là khi mà tháo cái bột này ra đó là không biết là ở trong bệnh viện có cho mình quay hay là không, thì cái đó thì hoàn toàn không biết. Nhưng mà khi mà nó không cho quay, khi mà tháo bột ra xong rồi đó, thì bắt buộc là phải nhờ cô Hằng cho quý vị coi cái vết mổ và cái vết khâu của nó như thế nào, ra làm sao. Tại vì cách đây khoảng 20 năm về trước thì ở đây là cũng có bị về cái đầu, là bị mổ cái đầu, nhưng mà hôm nay là bị mổ cái tai. Thì nói chung á là số xui thì nó giật đến chị. Ôi, làm sao mà đỡ được qua. Dạ sao vậy là mừng lắm rồi. Ok. Bây giờ là quý vị chờ đến ngày 23 tây tháng 4. Tất nhiên á là nếu như mà các cô, các chú, các bác mà ở mấy cái nước mà như Âu Châu, Á Châu hay là Việt Nam gì đó thì cũng phải chờ đến ngày 24 tây. Buổi trưa ngày 24 tây thì là quý vị sẽ xem được cái clip mà ở đây tháo bột và cho quý vị xem cái vết mổ của nó như thế nào, ra làm sao. Thì tất cả mọi người ở Á Châu thì phải chờ đến ngày 24 tây tháng 4 là buổi trưa. Còn ở Mỹ thì là 23 tây tháng 4 bây giờ tối coi được rồi, là có rồi, khỏi cần nói về giờ giấc. Dạ. Chúc em mau lành bệnh. Nó thì bây giờ cái tai nó vàng vàng. Gán, dưỡng thương, giữ gìn sức khỏe. Dạ. Không đi lung tung xuống dưới cái chỗ lượm lon làm gì nữa, ok? Dạ. Lúc này ở nhà, sáng gọi điện thoại hỏi đi đâu. Em đang ở dưới đâu thao? Thì xuống thăm mấy cái lon hả? Không, thì giờ đó bụng quá. Ở đi vòng vòng đi đâu có tiệm ăn đâu trời. Đói bụng thấy mồ. Có chứ sao. Ok, rồi.